Dù các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực đẩy mạnh tiêm vaccine, tuy nhiên theo số liệu cập nhật trên cổng thông tin về tiêm chủng COVID-19 quốc gia, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 ở nhóm trẻ 5 đến 11 tuổi và tỷ lệ tiêm mũi 4 ở nhóm người trên 18 tuổi của Bình Dương chưa đạt yêu cầu. Từ chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc họp trực tuyến, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 sáng nay, các địa phương phải thay đổi cách tiếp cận trong công tác triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các nhóm tuổi. Tại Bình Dương sẽ triển khai như thế nào trong thời gian tới? Bên cạnh đó thì tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế được khắc phục như thế nào? Phóng viên thời sự đã có phỏng vấn nhanh bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, trong cái cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống COVID quốc gia sáng nay giữa các tỉnh thành thì cho thấy là không chỉ riêng Bình Dương chúng ta mà cái tỷ lệ tiêm vaccine ở nhóm trẻ 5 đến 11 tuổi chưa đạt như mong muốn, mà những cái tỉnh thành khác cũng đang có tình trạng tương tự. Ông có thể phân tích thêm cái nguyên nhân, cái lý do vì sao mà cái nhóm tuổi này cái tỷ lệ tiêm vaccine vẫn chưa đạt như mong muốn ạ? Thì mũi 2 cho lứa tuổi 5 đến 11 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương của chúng ta chỉ đạt được có 50%. Thì đây cũng chưa đạt được cái theo cái chỉ tiêu, cái nguyện vọng của Bộ Y tế cũng như Chính phủ. Thì đối với cái nguyên nhân mà nó chưa đạt được thì có lẽ là một phần là do phụ huynh chưa có mặn mà và chưa có hiểu được hết cái tác dụng quan trọng của vaccine trong cái việc phòng chống COVID. Và cái nữa đó là cái lứa tuổi này thì cái số trẻ đó cái thời điểm trước là nó bị nhiễm COVID cũng rất là cao, nên sau khi mà hết nhiễm COVID thì khoảng thời gian theo quy định của Bộ Y tế thì chúng ta mới tiếp tục tiêm mũi 2 cho các cháu. Thì để đạt được cái mục tiêu theo cái lộ trình của Bộ Y tế cũng như Chính phủ thì Ban chỉ đạo cũng như Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế rất nhiều cái vấn đề để tham mưu cho Ủy ban triển khai để đạt cái mục tiêu này. Thì qua cái buổi này thì chúng tôi sẽ họp và tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo cũng như Ủy ban tỉnh phối hợp với giáo dục sẽ triển khai cái tiêm trong tuần này đối với lứa tuổi 5 đến 11 tuổi, bởi vì vaccine chúng ta đã có. Cái thứ hai nữa đó, chúng ta đẩy mạnh cái truyền thông bằng cách thay đổi cái tư duy, cái nhận thức của người dân về cái tác dụng cũng như là những cái mặt ưu điểm của vaccine trong cái công tác phòng chống dịch cho lứa tuổi này. Còn đối với những cái nhóm tuổi trên 18 tuổi thì cái tỷ lệ tiêm mũi 4 như thế nào và chúng ta làm như thế nào để gia tăng cái tỷ lệ tiêm mũi 4 của nhóm tuổi này ạ? Chúng tôi sẽ rà soát lại hết những cái đối tượng đủ thời gian tiêm mà chưa tiêm, những đối tượng được tiêm nhưng mà vì lý do khách quan nên tạm hoãn tiêm và những đối tượng rời khỏi địa phương. Thì qua đó thì chúng tôi sẽ xây dựng từng cái kế hoạch cho giáo dục, cho các đối tượng công nhân viên chức, các đối tượng lao động trong khu công nghiệp và đối tượng lao động tự do. Thì qua đó là chúng tôi sẽ phối hợp cùng giáo dục, ban quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp với ban chỉ đạo các địa phương để chúng tôi sẽ tổ chức triển khai kế hoạch và để tăng cái tỷ lệ tiêm vaccine trong cái thời gian tới. Thưa ông, trong cái cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống COVID quốc gia sáng nay thì cũng đề cập đến một cái vấn đề mà được công chúng và người dân rất là quan tâm, đó là vấn đề thiếu thuốc và vật tư y tế. Tại tỉnh Bình Dương chúng ta thì tình trạng này như thế nào và chúng ta có những cái kiến nghị gì để tháo gỡ cái vấn đề này ạ? Thì việc thiếu thuốc vật tư y tế trong cái thời gian qua đó trên địa bàn tỉnh nó cũng, Bình Dương cũng có một cái số nhóm nó cũng rơi vào cái tình trạng như cái tỉnh bạn sau 3 tỉnh thành, thì nó có nhiều cái nguyên nhân khách quan và chủ quan có, nhưng mà ngành y tế cũng đang nỗ lực hết mình để tham mưu với ban tỉnh để không có để xảy ra cái tình trạng thiếu vật tư y tế cục bộ đối với thuốc cho bệnh nhân bảo hiểm và thuốc cho cái trường hợp cấp cứu. Thì hiện tại trên Bình Dương đã tổ chức đấu thầu và không thiếu và cung cấp đầy đủ cái thuốc tập trung quốc gia thì cũng đã có, còn chỉ thiếu cái cục bộ cái vật tư y tế quá chắc ở một cái số cơ sở tuyến tỉnh do vướng về cái cơ chế. Thì chúng tôi cũng đang tham mưu Ủy ban tỉnh trình Bộ Y tế cũng như là Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho tỉnh nhà
nhà trong cái thời gian tới, và để mục tiêu là phải đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm cũng như các loại khác để phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã dành cho Truyền hình Bình Dương cuộc trao đổi hôm nay ạ.